Chấn động nửa đêm, tất cả các chị em ở Hà Nội đang được hít chung không khí với anh chồng Jung Hae In. Vâng, thưa quý bạn và các vị, thời tiết Hà Nội đang giao mùa rất mát mẻ, gió thổi tung hoành và chắc chắn nhiều chị em không biết, ngay lúc này đây, mọi người đang được hít chung bầu không khí với anh chồng tài tử Jung Hae In đó ạ. À. Cụ thể mới đây nhất, các camera chạy bằng cơm, tổ buôn dưa bốn phương phát hiện Jung Hae In có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị tham dự một sự kiện vào ngày 5 tháng 5 tại khách sạn JW Marriott. Được biết, ngay khi đặt chân đến Việt Nam, Jung Hae In đã cùng ekip của mình đi ăn vài món đặc sản vùng miền để cho biết. Thật sự là không thể ngờ có một ngày chị em chúng ta lại cùng chung thành phố, hít chung không khí với tài tử đẹp trai hàng đầu xứ Hàn.